Ok, ta bắt đầu vào game thôi. Em cấp chờ ba nó bị cái gì rồi, anh em đợi tôi xíu nha. Ôi giời ơi, anh em đợi tôi xíu nào. Ok, chúng ta sẽ vào ngay lúc này thôi. Đấy, let's go, let's do it. Thời gian nó chờ để cho mấy bạn vào. Ái chà chà. Mặc dù là em cố gắng ủng hộ tôi để tôi lên được 1080 thì nó lại hợp lý quá. Ok. Kiyuki. Ok, để tôi đợi một xíu. Em Ok, để để tôi đợi một xíu. Ý. Hấp dẫn, hấp dẫn. Đấy. Mai anh em bình tĩnh nha. Đấy, tôi dăm ba cái này. Ok. Đấy. Tiếp tục thôi. Bạn bạn chat rồi. What the fuck? Ý. Rồi, ra vào game. New game nè. Này là gì? New Custom, thằng nào chưa từng chơi Mega Man. Cao sò là người nào thích Mega Man nhưng mà chưa chơi lúc rồi, lâu rồi. Lấy này đi. Tôi cũng thích chơi cái này lắm nhưng mà là what the fuck? Ok. Năm 20 rồi. Rồi, cảm ơn ông nha, tiến sĩ. Ông đã build tôi thành gọi là thành một người gọi là gạch rồi. À, chúc bạn may mắn nha. Ai đây? Rô. Còn cái gì mà con chưa có chắc chồng? Người men, acid men. Trời, nhiều vậy. Ôi, ôi nhiều vậy. 7 đứa nữa. Ôi, không có gì nữa luôn hả? Trời ơi, có khi nào mà chúng ta cần phải nghỉ ngơi một xíu không? À, bạn biết đó, mày chỉ là một con robot thôi, tại sao mày phàn nàn như vậy? Tôi cũng không phải là người máy nhưng mà thực sự tôi cũng là vậy. Toastman là người người lửa hả? Ý. What on earth? Nhanh lên, đi theo tôi nè, nhanh lên. Rất là hân hạnh đi gặp lại được mày.
Like à? Ờ. Mega Man. Đây là không có thời gian để cho mày trở thành người hùng đâu con trai à. Con trai à? Đương nhiên rồi. Thì tôi sẽ gọi là tìm những cái gọi là cái nghiên cứu cũ để có thể hay là chỉ là trí não của ông nó quên rồi. Thôi nói chung là nó không thể nào đó, nhưng mà chúng nó có thể chứ. Nói chung là ông này hình như là tìm được cái gì đó về cái gọi là cái thí nghiệm mà cổ xưa gì đó, thì giờ ông giờ ông quay lại để cái tính ăn cắp mấy cái người này đó. Ui, perfect timing. Rất nhanh lên, chạy và trốn đi. Rồi, mất tiêu rồi. Rồi cái tốc độ đó, mày đã làm gì vậy? Không có được đứa nào gọi là block người gạch hết. Mày mày không được chặn người gạch. Đó chỉ chữ các bạn. Cả thế giới sẽ gọi là quỳ lại người gọi là doctor tiến sĩ Wiley thôi. Nhanh thôi, lẹ thôi. Giỡn hoài. Mấy con trai. Wiley gọi là cái phát triển của cái phát minh của Wiley đó là gọi là double gear. Tôi rất là lo lắng các bạn, không có khả năng. Nhưng mà chúng ta không thể để anh ta thoát ra như vậy được. Mega Man à. Tôi có thể nói là cậu không có nên dừng lại. À, đây là một cái dạng của Double Gear của được ông Wiley đó được thiết kế từ hồi mà ông còn học đại học. Đó. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm thì Double Gear gọi là gắn thẳng vô luôn, hình như là gắn thẳng vô luôn con robot thì phải, thì như là bạn thích thôi. Easy. Is there a lot of work to do, man? Double Gear System đã được cài đặt rồi. Mega Man right inside. Ôi, ngầu vậy. Ghê vậy. Ghê vậy. I will be back soon. Tôi sẽ trở lại ngay thôi. View cái gì đó gọi là giải thích về Double Key System có. Try it air. Ok. Power kia, D là speed kia. You move so fast that everything in slow. Thì là bạn di chuyển rất nhanh nên nhìn mọi thứ nó rất là chậm. Đâu, vào test xem nào. À, bắn lúc nào quên tiêu rồi. Zoom là nhảy nè. Bắn nè. À. Nhảy lên. Ui, ui cái cầu vậy. Ồ, hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Giờ nó lại hấp dẫn mấy bạn à. Đấy. 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 Còn D là gì? Speed kia. Ồ, ok. Thì nói chung là Rush coin, Rush coin. Nhảy lên, ok. Ờ, con này chỉ để nhảy thôi hả? Rồi. Exit đi. Vào game thôi. No. Hiểu rồi. Đánh ai trước đây? Tôi đánh ai trước anh em à? Giờ chắc
đánh thằng block này đi ha. Thằng gạch này thấy dễ đánh nè. Giờ mình đánh thằng gạch này trước nha. Gạch, người gạch chị cô mày, người gạch nhá. À à, ok ok, nó được cái con ấy không ta? R close, ok vào thôi, chiến thôi, dầm bà cho cái đó blockman người gạch đấy, người gạch nó lại hấp dẫn giờ là. Để cho tao xem nào. Ok, vào thôi. Nhảy lên nè. Úi, bắn sản. Nhớ lại hồi xưa quá anh em à. Lâu quá mà tôi mới chơi luôn á. Ơi, cái địt khùng. Trời ơi là trời. Còn 4 mạng, không sao không sao không sao, làm lại, mới đầu không quen, không quen không quen, tài còn cống quá. Tài cống quá, tài cống quá. Từ từ. Đó, từ để cục kia gớt. Đó. Ê, 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 ê. Chơi game gà vớ lơ. Bắn mày nè. Bắn mày nè, bắn mày nè, bắn mày nè, bắn mày nè, giỡn mặt hả? Cái này lấy được không? Lấy được không? Làm sao trượt lúc nào? Trượt nè. Trượt. Thôi bỏ qua đi, dầm ba cái đấy lo gì, từ 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 để nó đổi đã. Bắn mày nè, đó hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn, lên 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 lên. Cái này có gì vậy, có cái con gì đó đó kìa, bắn được nó không ta? Không bắn được. Ôi rồi bể rồi, má mất miếng máu, nổ ra. Từ 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 từ, cái khúc này sao ta? Từ từ từ, tôi chưa quen nút, tôi chưa quen nút đó. Ấy ý ý, rồi bể rồi. Từ 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 từ, để bắn cái con này đó, hấp dẫn. Teo 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 teo, giỡn mặt nhà binh đó mày, con trai à. Mày nè. Ấy á, gì vậy? Ủa sao mất bị vậy? Trời ơi, không biết luôn, bị gì mà không biết luôn á trời. Ơi ơi ơi, thôi 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 nha, thôi nha. Lăn qua đây. Ui thôi 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 thôi. Má bắn đéo trúng luôn kìa. Con chó, con chó này. Xuống xuống xuống. Má con này khó chơi gì vậy ta? Ôi, bắn gì không trúng kìa. Điêu thiệt. Đó, chết rồi. À, cái thằng này. Trên này có gì? À, trong này lăn xuống đi. Đó, lăn xuống cán chết mấy đứa kia không? Ồ, không chết luôn. Mày lại đây, chúng mày lại đây. Chúng mày lại đây, tao lại sợ chúng mày quá. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Trời ơi, tao lại sợ chúng mày quá cơ. Ê, 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 ê. Ôi, ăn đồ, ăn đồ, ăn đồ. Giỡn mặt. Sao hai con này có hoài vậy? Ơi ơi ơi, thằng kia nó ra. Ơi ơi ơi, gì vậy? What the fuck? Đâu gai cha. Đấy, giờ qua đây. Lại hợp lý, gì đây? Chùm hả? Chùm 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 chùm. Ô ô ô ô ô ô ô. Này là sao? Ơi. Rồi sao bắn nó? Ơi. Ơi.
Ơi, khó vậy. Đủ chết bây giờ. Ơi. Ơi. Chết 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 chết. Ơ. Má giờ chơi sao ta? Chết giùm con cái. Đủ má ơi. Trời ơi. Cái con cún này, mẹ mày dầm bà cái con trùng chỉ nhà mày. Chết chưa? Gì dễ vậy? Ui, chưa hết nữa anh em à. Ui, hết máu rồi. Đây, cái này máu hả? Cái này không máu, cái này không phải máu rồi. Này như là phải xài cái con này đúng không? Đó, lần này lấy máu. Má. Trời, chút nữa rồi sao đánh con chùm. Nhảy lên đây coi nè. Ê! Đậu xanh nhà mày. Ê! Nhảy lên. Rồi mày bị kẹt rồi con cún nhà mày. Giờ bắn cái cục ở đằng sau đó. Cái cục nó bị kẹt rồi, kệ bà đi. Nhảy lên bắn đó. Nhảy lên. Đấy, nó lại hấp dẫn chưa? Mỗi này sao? Từ. Đi ra. Cái gì vậy? Ôi trời ơi, đi con mẹ chết luôn. Em đéo gì khó vậy? Xe nào? Game gì mà khó vậy? Từ tôi để tôi quen nút đã. Thôi đầy cây lụm đặc gì. Từ. Để chưa quen nút. Bắn đây được nè. Nó bị kẹt rồi. Thì chưa có quen nút thôi mấy anh trai à. Giỡn mặt cái. Nhảy lên. Trời ủ má còn nhảy kiểu này nữa thì chết tôi chưa. Ơi. Nhảy qua. Ý. Đậu xanh. Đi qua. Nhảy nè, tao nhảy. Tao nhảy lên. Nhảy lên. Ơi. Kẹt rồi. Ý. Con mẹ nó. Cái game nó. Nó có nhảy với nhảy mạnh với nhảy nhẹ nó anh em à. Cái con mẹ nó phải liền thế à. Mày chết cái con cụ mày đi. Sao nó chưa chết nữa cái trâu vậy. Này chơi sao khó vậy. Cút ra đằng kia mà chết đi. Sao ta này nhảy từ từ thôi. Này nhảy từ từ thôi nó mới ăn được. Bắn cứ con này cứ lóc cái cục đó nó bự quá. Từ từ gớt cái đi. Rồi gớt. Ơi má gì cũng dính được. Tao nhảy. Ấy nhảy. Cái này đó bị kẹt rồi. Ủa cái đó là sao? Cái đó phải trượt xuống. Má game khó gì ta. Game quèn. Em khó vậy trời. Từ em à. Tôi chỉnh nút lại xem nào. Cái nút power của nó đâu rồi. Control. Này nút sót thành nút nút Z. Đấy zoom thành X. Đúng rồi.
Rồi. Confirm, xuống cái confirm. Đấy. Rồi. Rồi bắn rồi đó. Nó hợp phong thủy rồi đó. Đó, quen tay rồi nè. À, cái thằng trời trôi đất diệt không mày. Cút ra. Để anh mày thể hiện. Rồi nhảy nè. Rồi nhảy nha. Nhảy. Nhảy. Gớt. Nhảy qua. Đó. Đó. Ơi. Ơi. Cái đó làm sao? Nó bị đi gì? À cái đó phải gồng quá à. Má thiệt luôn á trời. Chắc cái đó phải gồng cái này rồi. Để chút nữa gồng. Bể đi cha. Để chút nữa gồng. À khó trời. Khó thiệt luôn á. Con chó. Cút ra. Ây da, giờ cũng dính máu nữa. Thằng Mega Man này nó bê đê thiệt. Hui, nhảy quá. Bắn. Từ. Rồi nhảy. Từ bình tĩnh thôi. Từ sẽ làm được. Ơi. Trời ơi. Má thiệt luôn á. Game khó cho gì á. Game khó trời. Khó gì sao chơi. Ba. Má. Chắc chút nữa phải chơi trò self game thôi. À, nãy giờ là chỉ có gọi là làm quen với game thôi. Đệt mẹ găm ba. Ê đổ má té nữa rồi. BD thì Nhật đâu? Nhật về rồi. Dạ. Yeah. Chơi game gì nữa này vậy? Yeah. Hết game mới chơi hả? Đổ má. Gì nữa vậy? Game Mega Man. Tên gì qua này? Mega Man. Không phải cái gì nữa. Ê X-Men. Phải không dạ? Gì nữa hồi xưa tao gọi là X-Men đó mà tại nó có chữ X á. Ái chà chà mà nãy giờ làm quen với game thôi. Chơi game cái lồn gì trời. Tại đang livestream ơi. Hết game mới chơi hả? Rồi ồ má game hắc não ba. Dăm ba cái game Liên Minh Huyền Thoại thì địch mà so đeo. So làm sao trời ơi sao cái thật này tạm ra à? Không biết không. Bắn set go ơi. Set go à? Ừ set go miễn phí mà. Biết rồi, miễn phí luôn không? Xíu đi. Để chơi cái này rồi xong. Bắn búp đợi tao đi. Trời ơi. Giờ phải chơi lại cái màn lùi này. Mẹ á. Vô donate được không? Có donate được không? Có, vô đi bạn. Được, cái đó nghe được, đó hợp lý đó, donate cho tôi nha. Donate là mình phải nạp tiền vô cái tài khoản mình hả? Đâu, trời, có ATM. Thôi nè. Ừ. Chết đi. Ăn. Má. Cái game này đòi hỏi nhiều kỹ năng quá anh em à. Discord của tao á. Phải. Gia đình của Bụt kìa. Mày ngó cái đầu ra đây. Con trai. Rimi lại đây. Đồ má streamer mới quen. Ơi rồi thôi nào mày còn chạy ơi đụng má mày thằng lồn lấy xe nha trời ơi thằng lồn lấy xe đủ hết thiệt con chó lấy xe nè giờ đẩy cho con lái xe này nó xuống đó xuống đi con xuống chơi hai cái máy rồi đi không Facebook vô xe bạn đéo suy nghĩ mô nữa đéo phải chán quá
Trời ơi. Ủa. Rồi. Nhảy qua rồi. Sao nữa? Rồi, rồi sao nữa? Ông xài pin đây hả ông? Ông xài pin đây vậy? Ờ, có sale game không? Có. Má đéo có sale game anh em à. Mẹ tới cái con này rồi. Ơ. Cái này rồi sao né? Đủ má né sao? Chết giùm tao cái ơi. Chết giùm tao cái. Ơi, ở bên này mà. Ơi. Ơi, chết giùm, chết giùm tôi. Ơi. Con chó này. Trời ơi, không kịp luôn anh em à. Anh em à. Chết. Rồi, sắp chết rồi, sắp ỉa rồi. Ừ, con mẹ mày cái thằng BD, con chó. Mày gì vậy? Ở đây. Sao trước cái gì làm cho Imbo là được nhiêu? Một củ. Phê thế. Ôi ghiền. Nước uống cậu. Nước con cặc chị xài hết mẹ. Đợi mày nước. Má, mẹ. Ôi giờ sao lấy mẫu là lấy con là chó lên. Trời ơi. Nút vô bộ không hết rồi đúng không? Ừ chứ gì nữa. Má không? Đâu. Còn tiền mà còn mà đệt mẹ cuối tháng tôi xài hết con mẹ đó. Trời ơi. Cũng không có được thôi luôn. Nghèo được chưa? Tôi là streamer nghèo. Ok. Đâu chứ đéo có chịu đâu. Đâu một vài đô thì có. Ok. Đây. Có được mày ai donate đâu. Mày ngủ stream giờ này thì có ai donate. Ôi, thôi cho qua. Cho em xin một lần để yêu một người. Nãy giờ em khó lắm em mới qua được cái màn này đó, cho em qua đi. Rồi gì nữa đây? Cái gì nữa đây ba? Trời ơi, ba qua đó ba chết đi. Cái gì đấy? À! Ha, nhảy biết gì nhảy ra chơi nó mẹ cho rồi, còn cũng chạy làm cái quần que gì cũng biết. Thiệt tình Mega Man. Let's go. Mẹ. Chơi ngu rồi. Thôi kệ, không sao. Ông mới chơi bút xì phải không? Mẹ có cho bóng bút không vậy? Chơi độ mới xếp tên kỳ vậy. Tao chỉnh hôm trước tao chơi mấy đó mà. Ừ. Hôm trước mà giờ còn luôn hả? Còn. Vậy là không có thằng nào chơi mấy. Không có thằng nào mấy mày chơi. Ơi. Thôi. Thôi chết con mẹ luôn rồi. Thiệt tình luôn á trời. Mới vừa qua được cái khúc đó là gặp mấy cái thằng BD này. Tôi vô tim rồi nè. Escape cái đéo gì vậy? Tim escape bắn giải ông ơi. Trời ơi, đéo hiểu đâu ra tim escape bắn giải đồ. Chờ không. Đéo cái giải máy, giải gì nữa. Ủa. Giải đấu trường máy tính đó. Có vô được không? Trời ơi, lót dự bị. Lót đường. Không dự bị. Trời ơi, vô lót đường cho người ta làm cái con mẹ gì đó. Mẹ, đó. Ai biết được. Vô tài đủ fit kill mấy thằng kia cho nó dễ vô vòng trong. Ok. Tụi má, tụi không được tóc. Ê. Ông nói vậy. Đồ má, đéo tin được. Trời ơi, đéo tin được ông luôn á. Nhất tôi cũng được top 12 1. Đéo tin được là tôi chết luôn. Anh em à. Má. Giờ mình sẽ ấy dạ. Tập này mình sẽ cán cố gắng là phá cái con block. Nãy tôi gọi ông đéo được là sao? Gì? Nãy gọi đéo được.
tao để cái điện thoại trong cặp đéo nghe á mà. Ý là số nó đổi á, đổi qua số gì không đọc lại số rồi ơi. 077. À 077, còn nãy tao gọi là 012 mấy á. Ấy thôi, mẹ mày lì quá. Nhảy, 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 nhảy đi em. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng ta 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 ta. Nè, lướt qua nè, ngon nè, đẹp rồi nè, đẹp rồi nè. Tao chưa có xe vời tường tao hay sao á. Từ. Vậy sao chưa coi ông nội đủ mẹ không? Đủ mấy từ từ người ta xe. Chỗ xe đâu mất mẹ. Có view đéo đâu, mới like ngày đầu, view view cái đầu ba mày à. Trời ơi, lại phải xe nữa rồi. Anh em đợi tôi xíu nha. Xe. Có ai coi đâu anh em đợi đó chứ con mẹ. Thì đủ mà mình cứ bình luận thôi, lỡ người ta có người ta xem thì người ta vẫn xem lại, hiểu không? Người ta xem lại. Đó, xe đó bạn. Bạn giao bạn xe cho tôi đi. Trời ơi. Đó, giờ nhảy lên đây thì nó lại không. Tao sợ mày quá, tao sợ mày quá, nãy tao chết cho mày thôi. Một con trai. Con trai à. Rồi xe, xe, xe. Nói gì giờ vô đủ mới sỉ nhục nhau vậy. Vô góp một view. Ê, đủ má chết nữa rồi. Trời ơi. Ôi hơn quá ngày cái chỗ này. Giờ còn không mạng rồi sao mà đánh boss? Sao mà đánh chùm? Trời ơi. Ấy. Sao mà đánh chùm? Ai da, em xin lỗi, em xin lỗi anh ơi. Má anh dữ quá. Sao mà đánh chùm? Ơi. Rồi cái con. Mẹ nó. Cái đâu rồi? Tại sao mấy con này đâu ra vậy? Có bắn lên trên được không? Đậu má chết luôn. Vô cái góc đó là sao bắn? Giờ phải chơi lại anh em à. Tôi đéo tin là tôi sẽ đéo đánh được con này luôn á anh em. Đậu má tự búp piêu cho mình nó lại. Trời ơi là trời. Thiệt tình luôn á. Chết con mẹ chúng mày đi, cút ra mấy con chó. Lần này sẽ đéo chết nữa đấy, tôi sẽ đéo chết nữa. Trời ơi, cứ quẩy đi đi coi nó bao nhiêu không. Bảy sinh nhật Thái Gia Hưng. Đấy là lại hợp lý. Hiểu không? Đủ má. Bom làm gì Thái Gia Hưng? Bom là đủ gì Gia Hưng mà. Thái Gia Hưng mà bị ngáo bộ ra Mai Gia Hưng à. Ủa? Bom là Thái Gia Hưng à? Chứ gì? Ta... Mày nè. Con ta... Gia Hưng gì bộ cũ của Ngôn Phúc là Gia Hưng gì? Hả? Con Gia Hưng bộ cũ của Ngôn Phúc là gì? Con Nguyễn Gia Hưng à? Nguyễn Gia Hưng à? Ơi mày bây đê. Chết đi thôi anh ơi. Anh ơi, chết giùm em cái. Em năn nỉ luôn á. Có con nào nữa, lại đây tao cộng sẵn chơi mày luôn á. Cái thằng đội mũ này. Tao lại sợ mày quá, dăm ba cái thằng. Skin M4 với lại skin K98 nè, đẹp lắm. Thằng M4 thì anh mày có rồi. M4 màu gì? Màu cái gì ta? Jungle. Jungle là màu gì? Rừng rậm á. Trời ơi canh nè, giờ tôi canh nè, canh tham nè. Má mọi thứ chơi trong lộ lờ là phải má được vô đây gọi là rèn giũa một kỹ năng mới luôn. Vãi liền chưa? Đó, bắn gì mới hay chứ. Cái bà nó đi. Sao nó nhỏ quá vậy? Chỉnh lên ở ngoài á. Ở ngoài. Nè. Kéo tăng lên. Rồi. Kỉnh mít cho âm lượng trong game. Ơi thằng này đâu ra vậy? Không thấy đâu ra gì ba. Nè. Ơi nó dị rồi, nó nhỏ quá ba. Đùa mẹ không? Giờ lại phải đi đánh thằng chùm này.
Thằng này né làm sao? Xíu rồi không nghe gì luôn, không nghe gì luôn. Chui thiệt luôn á, thằng này né làm sao? Thằng này sao né ba? Này sao né? Đó. Ơi. Ơi lỏ. Từ từ lỏ rồi. Kiểu này lỏ rồi anh em à. Ơi. Ơi. Rồi xong luôn. Ơi có gì nữa vậy? Nếp đâu? Ơ. Gì hoài vậy? Má giờ cái con này không qua được luôn à. Đó. Giờ tao bắn mày. Đó, lướt ra. Out play coi. Lướt. Ơi. Ơi. Má khó thiệt luôn á. Đồng vãi lộn thế. Khó thiệt luôn á anh em à. Giờ làm sao? Còn trái này. Ơi. Ây da. Đậu má thiệt luôn á, trời ơi là trời. Thiệt tình luôn á. Xong rồi. Ủa má nó bật cái tâm lên. Ông kêu cái mồm bố ông vậy à? Phải không vậy? Phải, mày nói gì á, đồ không má. Đùa mày. Trời. Má giờ tôi phải đánh qua là có con ba dăm ba cái con. Ôi thôi. Gì? Ây da. Chơi bao lâu hả? Trời ơi. 11 giờ. Trời ơi. Trời ơi, không né được luôn á. Ê. Vẫn bắn được mày. Tao vẫn outplay được mày, con trai à. Ơi. Nó xoay. Dầm ba con chuột nhắt. Ây da. Chết, nát cả một thế hệ. Rồi, được checkpoint rồi anh em à. Cố gắng đéo chết hay nữa. Á, thiệt tình. Cái kia là cái gì? Phiêu. 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 Ôi, cái con này trâu vậy? Rồi. Ăn 3-4 phát đặc biệt không chết luôn kìa. What the fuck gì vậy? Nó không cho. Ê. Cái ứng dụng của nó không được chỉnh gì trong đây hết á. Từ. Nhảy qua nè. Rồi, giờ tao nhảy đi. Giờ tao nhảy. Ơi. Nó không vô sao đúng không? Sao đúng không? Gì ba? Mà người bực mình quá. Lúc nào cũng qua được cái khúc đó. Game liền gì khó vậy? Má mua mốt tôi chơi game ít kỹ năng thôi. Cái game này yêu cầu kỹ năng quá. Nè, nó bấm cho mày coi nè. Mày gắn cái mic lại chưa? Rồi. Nói được mà. Gắn cái mic lại nói được. Nè nó hiện vậy đó. Nhảy qua thằng này. Má mày. Tôi không tin là tôi sẽ không qua được cái màn này. Đéo cho vô chỉnh mà. Đó. Từ từ. Đó, lướt qua, đó. Rồi, đợi thằng này nhảy qua đầu nó. Đó. Rồi, sao nữa? Ê! Đúng má. Trời ơi. Mẹ mày. Cái game lùi này.
mà nó khó vậy nè, sao mà chơi vậy? Cút ra. Trời ơi. Trời ơi là trời. Vẫn không chết luôn kìa. Rồi, rồi, chết rồi. Ăn gì mà dai, dễ sợ dai hả? Nó con trai. Bắn. Nhảy nè, giờ nhảy nè. Giờ nhảy nè, qua nè. Giờ nhảy nè. Trượt qua nè. Đó, giờ đỡ cái thằng này xuống đúng không? Thằng lấy xe nè, qua đây. Ờ, qua kia mày chết đi. Rồi, giờ đợi cái con ấy đúng không? Giờ tao sợ mày quá. Nhảy qua nó luôn. Cho kệ nó đi. Giờ mình qua đây. Rồi. Để có cái con bên này đúng không? Con bên này, từ từ. Để lên đây đúng không? Rồi đó, mọi thứ ok đó. Giờ nhảy lên đây. Ây! Trời ơi. Từ từ đợi mấy con chim cút này xuống nữa. Ủa nó bị gì nè? Atalet. Atalet hả? Ừ, bị gì? Nè. Mày nhấp. Giữ á. Giữ. Gì kỳ vậy? Tại có thằng chỉnh. Ê! Nhảy qua nè. Đó. Giờ tôi nhảy lên đây. Má, không nhảy kịp cái đó kìa. Ây da. Không, tự nhiên tao bật cái tổng chuyện nhiên nó. Má, thiệt luôn á, trời ơi. Má, cái thằng lộn mấy trước bộ nó chỉnh. Thiệt tình luôn á. Mày, không tin là tôi không qua được khúc này. Mỗi ngày là một niềm vui. Đó. Ờ, hay quá. Lên. Bắn bên này anh ơi. Bắn. Rồi. Rồi sao nữa? Sao nhiều giống mày vậy? Ơi. Ơi. Nhiều tụi vàng vậy. Nhảy qua. Ừ. Hấp dẫn. À, mày vô ủng hộ tao, bạn tao một viewer đi. Hấp dẫn. Ơi. Đó. Chim mới nổi. Ồ, má sắp nổi. Giỡn quá. Leo lên. Cho mình bốn miếng phèm. Đúng rồi. Đó, nhảy qua. Trời ơi. Trời ơi. Mày vô cái đầu xe á. Trời ơi là trời. Stream bên YouTube hả? Không. Tao stream bên Facebook mà YouTube là sao? Làm YouTuber bạn. YouTuber đủ có đầu tư lắm á. Đâu, YouTuber tao bị ban 3 tháng rồi. Ngu, bản quyền hả? Ừ. Bản quyền vậy gì? Trời ơi, bản quyền mày đã ban. Bật đá banh lên YouTube mà. Đéo, bật đá banh tiếng. Tiếng không? Tiếng đá banh không, độ hoang ban. Để hình Việt Nam nhỏ nhỏ với này nè ba. Để ở đây à? Ừ, mới ăn ban ngày hôm qua. Thôi. Nói chung là tôi thấy tiền vô kìa. Nói chung là giờ tôi sẽ gọi là off stream đây đi. Giờ cái game này nó khó quá. Đổi game đi bạn, sếp gọi. Để tôi sẽ off stream đây. Xíu nó okay. Chim nó bắn sếp gọi chúng mình nha. Cái thằng chó Long Nguyễn mày chửi gì bạn rồi? Long ngu là sao hả? Ý bạn là đang sao? Thôi thì giờ off stream đây đi để đổi game đã. Ok, trong vòng khoảng tầm gọi là 5 giây trở lại thôi. Đừng đờ mờ. Mẹ game này khó như chó, khi mà kêu tao chơi làm sao ấy. Rồi nói chung là tạm thời là sẽ dừng tạm thời ở đây. Save game. Giống như đột kích thôi. Để sẽ bắn CS:GO một xíu. Tôi sẽ livestream CS:GO nha. Bắt đầu anh em à. Cái gì bắn CS:GO đi.
cái tụt rau cũng chán lắm, nó không có tính cạnh tranh nhiều, lo lút không mà. Vô CSGO bạn không có chơi không? Không, nó xóa game rồi, chậm hack quá xóa game rồi. Hack quá hả? Ừ, hack nhiều lắm. Vậy để bấm group chi ha. Bạn tao độ má tính độ bắn CSGO mà độ mày tao kêu hack quá chịu không chơi được. Trời, dập bà cái view mẹ quan trọng cái gì á. Quan trọng là có người sẽ có cái quan trọng là tao livestream trên chỗ yếu là vì tôi thích thôi. Chứ dầm ba cái là dầm ba cái mà view thì cũng không có để ý gì nhiều. Chửi gắt vậy. Nói chung là như vậy đi. Trời ơi, lâu quá. Trời. Để chơi lại xem mà ok không, tại vì mấy thằng kia nó còn trong này không. Giỡn mặt. Mày mày mất con rời nè. Mày xong cái game của mày đi. Sao khó vậy ta? Nóng đi. Bỏ qua mày luôn. Bắn dầm ba cái thằng. Cút ra. Có. Mày lại đây. Mày lại đây. Ui. Mày thiệt tình luôn á. Độ mới bắn mà xài hắc cái. Mày nói gì? Bắn trên cô gặp hắc không? Có. Quái gì? Nó bắn nó cầm AWP ra nhà bắn chết lần một viên năm thằng quái gì? Nó bắn hắc một cách lộ liễu luôn á, như đục kích luôn á đó mà. Rồi. Má giờ đéo tin là đéo qua được luôn á. Đủ má không còn chưa vô nữa. Để tự tại đủ nó bị lắc quá. Ơi mày biết làm tiểu luận không? Tiểu luận là gì? Hỏi tao à. Tiểu luận là viết cái bài nhỏ dễ gì á hả? Tiểu luận như đại văn vậy. Viết một vài dòng về mẹ đôi lời suy nghĩ của em á hả? Mày nói cái tiểu luận vậy gì? Thì mình cứ viết bình thường thôi, viết ngắn gọn thôi, đủ ý là được. Đập cái đẹp gì vậy? À, như cái con đó nó đập mỗi lần đập là nó có cái chỗ nhảy lên. Lên lĩnh đâu vậy? Lên lĩnh đích cọt đây đúng không? Cái gì? Lên lĩnh đích cọt đây đúng không? Hả? Lấy cái lĩnh đích cọt đây đúng không? Địch câu mẹ. In my. Ừ, copy cái link đó gửi cho tao. Trời ơi. Thiệt tình luôn. Game này nó khó vờ lờ. Bao nhiêu view rồi? 2 view một view vậy. Không được đạo văn, cử như là làm một nguyên một cuốn về tài liệu về đề tài nào đó mà không được đạo văn khó vờ lờ. Hãy suy nghĩ xem. Thì mày ghi ý mày thôi chứ giờ làm sao? Cuốn tài liệu về đề tài nào đó làm theo nhóm hay sao? Thường thì tao nghĩ là làm theo nhóm. Tiếng súng đúng to luôn mà tiếng chân không nghe gì luôn á. Tiếng súng đúng to mà tiếng chân không nghe gì luôn. Human flat. Ui human flat còn 82.000 cứ lồn lồn tài mua mới được. Vô game đi. Đèn vào. Tắt ba cái trời mở gì chùm lum. Đây nè. Tắt ba cái kia đi cái đầu. Từ từ.
cá nhân thì nó khó vậy. Rồi thì cá nhân thì tìm tài liệu ba. Ok thì tôi sẽ off stream đây một xíu, 5 giây sau lên stream lại ngay lập tức. À, chưa tắt game. Để xíu anh em à. Đấy. Chúng mình lại từ từ để một xíu xem nào. À, có thể chỉnh sửa không? Lại phúc chì vẫn chạy á, ép vào cái lộn gì á, trời ơi lấy inno battleground lại phúc chì. Ok luôn, ok chúng ta đã trở lại thôi, vô Discord đây. Cái tiệt mẹ mày. Đâu? Đâu rồi? Cái mà mày gửi đâu rồi? Trong Facebook. Facebook nè, từ từ. Đâu? À, copy link address. Con cu vàng đây. Ôi tiệt mẹ đéo được. Phải tụng má. Từ xem nào. Quậy biết quậy đó, biết quậy đó. Thịt của mẹ lại phải nhấp vào. Bực mình á. Invite cái đệt gì. Gì đây? Sky Family hả? Ừ. Chỉnh nhỏ lại. Bắt tụi tóc. Cái thịt mẹ. Ủa mày đéo nói luôn. À. Cần gì để mà thì anh mày lại hợp lý. Ok vô game chưa, từ từ này chơi không nếp chào các bạn thoải mái nha. Đâu vô game chưa, game chưa, ok vô game sao chơi Dino nữa, chơi Dino nhiều view hơn. Nemo địt mẹ, view ảo bà ơi. View ảo. Dập ba cái view ảo mới được. Sao biết view ảo? Sao không biết? Bao nhiêu view ảo? Tầm đó một người là một đứa và là được tăng khoảng 20 view thì phải. Vãi lộn. Đụm á. Làm vậy? Trời đổ mày làm gì ba? Chưa nghe đụm. Nghe không có tin tưởng. Trời ơi, sao khổ mày quá. Đi đâu. Ủa? Đâu rồi? Vô chưa? Khe đi nè. Má. À hi hi. Chết mẹ. Ôi ơi. Up lại ok. Tôi sẵn sàng rồi mà. Ôi gì vậy? Chỉnh hoài vậy. Ở đâu ta? Mỗi lần stream nó có giữ lại mà đâu ạ. Ok. Ok. Thêm cột. Ủa? Cái tiếng súng là hiệu ứng hay là giao diện? Cái gì? Tiếng súng là tiếng súng nè. Để đó chứ sao giờ việc mình đó. Súng đúng to luôn á, không. Tí chân đéo nghe mày luôn. Khỏi tao, tao đâu biết đâu ba. Ủa muốn chứng nhỏ tiếng súng sao nhỉ?
liên kết trong game không? Không mua mẹ rồi tìm vốn à. Ừ chứ giờ sao? Chắc như nói lên thì biết tiếng chân to mà tiếng súng nhỏ. Đấy. Nghe tại tao nghe tiếng chân nha, đi theo tao nè. Giờ chết thì lại than nữa. Nói chung là đi theo tao đi. Nói chung là mấy ông lo gì dâm ba cái xì cứu xì củng gì. Mấy toàn mấy con trùng chỉ da nhỏ nhỏ bún cái chết. Dầm bao con cuốn. Vô rồi. Nhảy đâu? Cam chặt ly à. Không đánh liên minh nữa à? Liên minh hả? À? Có bạn thì sao đánh mà. Chứ cũng không. Quá vậy ông ra ông chơi net, ông chơi game offline à. Livestream ba, chơi net để livestream thôi. Livestream chủ yếu à. À. Mà bạn tao có hoài mà bạn tao lên đánh hoài à. Đủ mà mấy ông đánh hai em vợ, mấy ông đánh hai mấy nghiệp mẹ mới gánh tôi nha. Bắn hai gánh tôi nha chứ tôi đéo biết chơi. Mày mới mua game mà. Mới mua game mà Quốc Chinh ơi. Đó. Nó lại xuống đây thì nó lại hợp lý quá. Trời ơi, cho con ba cái con súng cái gì không biết nữa. Ui. Xong luôn rồi. Cái này thì đổ má, tôi lại phải gánh tim ư. Lại phải gánh tim ư. Bắn cái gì không biết mà bắn hoài vậy. Nó đâu vậy? Má không nhả thấy đường đếp. Bà nãy kìa, cái luôn nó ra nhả luôn. Mày đưa cái đầu ra. Chỉnh VVZ ăn bắn. Nhảy xuống rồi kìa. Nhảy bên kia. Bồ nó bồ. Tao lại ai á ui ơ ê ê tay vô tường rồi mà ơ what the fuck ơ ơ ơ vãi lồn vậy ơ đi mẹ tao lại tao xem lại livestream mới tao tao nhớ đi mẹ tao khóa tường rồi mà what the fuck tao khóa tường rồi nha trời bị đê vậy qua tường theo đâu qua tường rồi trời dẫm má cái trò thiệt tình luôn á. Trời ơi là trời. Máy này mẹ hack rồi. Mẹ mấy cái con trùng chỉ này hack chắc luôn. Bắt chỏ mẹ. Ờ thài luôn, uống thuốc diệt lãi diệt mày. Dăm ba không trùng chỉ mà cứ đi mày lôi nhoi lúc nhúc không biết làm cái gì. Ờ chưa mở hòm nữa sao coi stream mày nó cứ pao lại hoài rồi coi chừng lại nhà mày á chứ biết ray tao vẫn ổn mà. Có hai tờ 10.000 đéo đâu mà đổi. Tụi má tiền nhiều quá đéo có hai tờ 10.000 luôn à. Đâu để tao xem mà. 10.000 đó hả? Không có hai tờ 10.000 nè, thấy không? Hai tờ 10.000 đó. Có một tờ à, hai tờ 10.000 đâu mà đổi. Vậy mượn 10.000
đéo lấy cái thẻ chụp nó ra mà đi, mày trả đi còn mày thể hiện cái gì vậy? Đâu vô link Discord chỉnh lại first to talk hả? Khỏi nói, mày giúp mày khỏi nói mới biết rồi. Cái ông này hạt con dám bá hạt đang con đang đề tê, đang đề tê á, đang gì đang đề tê á dâm ba cái hạt coi chơi chủ yếu là vui đó, cái dâm ba cái game đấy mà cứ hạt cò đâu tao xem tao có bị phao đâu mày. Bảy trăm hai mươi b đúng không mà chưa chấm đây. Nè chết trước chấm đi, tao chết thứ ba. Chấm đi, xuống đâu xuống à, chơi hết á. Becado cũng được, dám ba con trùng chỉ, uống thuốc lại là chết hết à. Thiệt tình. Có ca đưa tôi nha ông. Ui, có Hoàng Phước vô xem nữa kìa. Ui. Có ca 98 đưa tôi nha. Ca 98 mày, chắc có ca 98 cho mày. Chắc tới lượt tay mày đụng vô cái ca lắm. Tôi nhượng cái ca giùm cho. Nhượng cái ca hả? Có không đó? Có, nhượng xong trả. Có không đó, mượn xong rồi giếm luôn rồi xong. Ủa cái ca nào? Mày đưa tao cái ca hồi nào vậy? Cái ca này tao tự lụm được mà. Ôi rồi tao quen quá rồi. Dăm ba cái bài của mày. Trời trời lướt lướt gì chuột kiệt ghê quá. Điêu luyện gì? Điêu luyện gì? Lê. Mẹ đâu một tim đâu? Ơi một tim có thằng trên địt mẹ trên cái gì rồi ba? Ơi sao trên này không có đồ à? Ấy phải cho cái súng chứ. Lại hợp lý quá. Đấy. Giờ nhảy xuống đây. Đó. Ấy, nhảy qua nào. Dầm ba cái game dành cho con nít chơi ấy, sợ cái gì không biết nữa. Đúng không anh em? Mẹ dầm ba cái game tôm mì đó 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 nó gần đây nha, nó qua nó dứt mày thì hỏi tại sao à, nó bắn tao kìa, sao mày không bắn nó nha. Lụm cái giáp vô nè, leo qua cái nè, sao thằng nào lút nhà tao vậy? Nguyễn Phi Quốc Vinh à, hơi bực với bạn rồi đó, hơi quạo bạn rồi đó. Hết đồ rồi, nó còn qua đây nó thó cái đầu ba mày ngoài đó. Mượn cái đầu mẹ mày, có cái gì đâu mà mượn. Nè lại đây lấy cái sọc cân xài đỡ nè, mượn. Muốn tình nè. Ấy vậy xài đi, không xài. Không xài nhặt đạn. Không đủ mà không có ba lô. Cái gì mà bừng vậy? Chứ game mà không có ba lô, cũng không có đạn, cũng không xài luôn rồi là sao? Chê hả? Chơi game mà chơi hả? Chơi game mà chơi hả ba? Nè, ra đây có ba lô nè. Cho mượn ba lô được không? Ở ngoài ba lô đầy kìa. Mẹ nó bỏ hàng si rồi. Lo tìm mày. Có nào nó trong tay không? Ui nó đây, nó đây. Em xin lỗi. Anh ơi, em xin lỗi. Có, nó trong nhà đó đó. Nghe tiếng chân không? Có. Báo đi, có. Có người. Báo nhanh lên. Tao chết bây giờ. Có người gần uống số 3. Uống hết sao không có ai gần đây hết vậy? Thôi, không ai gần đây thì mình nổ bỏ xứ ra đi rồi chứ ở đây những gọi là cái gì? Dướng díu cái gì nữa. Vương vấn vương điều chi? Chúng ta nên thôi, chấm dứt cuộc tình thôi. Bắn nhau, bắn nhau, bắn nhau rồi, quá.
Rồi cuộc tình tay đôi là một cuộc quên, một cuộc tình tay ba là một cuộc tình không có hạnh phúc nha. Sao mà ba tiếng súng vậy? Cái gì bắn hoài vậy? Trên núi, trên núi, trên núi. Nóc rồi kìa, nóc rồi kìa. Nóc 2 rồi. Ghê vậy? Đúng rồi, mấy ông bắn đi, tôi loot. Tôi làm nhiệm vụ của tôi thôi, cái chấm má thằng trời, trên lầu nè, thấy chưa, tao nói mà. Tao nói là có người mà, không tin tao đâu, ờ à. Nó đâu vậy? Nó đâu vậy? Nhà, hai tầng nè. Trên lầu, nào chạy xe vậy? Mẹ nó che, che nó đi. Nó đâu rồi? Mày gái, mày thấy tao mày sợ gì? Ông má, lại đây. Con trai à? Mày ra đủ mới đâu? Đâu vậy? Ở dưới này hả? Nhảy xuống rồi, nhảy xuống rồi. Nhảy xuống. Nó qua kia, nó qua kia. Trên nhà, trên nhà, trên nhà. Trên nhà, trên nhà, trên nhà, trên nhà. Trên nhà tầng 3 nè. Trời ơi, thằng nào chỉnh cái ấy. À, quăng sờ móc à. Từ từ chỉnh setting graphic cái ray net này tăng cái coi, không có thấy đường thấy xá gì. Mà thằng nào tới nó vậy? Thôi. Thế chơi vui, cậu dừng lại luôn kìa. Lại vậy? Chơi lại vậy? Muốn nghe tiếng súng dừng lại không ha? Gặp tao tao chạy luôn rồi. Quên rồi, dập, quên rồi, dập. Cái đồ mới giờ chạy sao? Bị nó kẹt mẹ rồi. Lên. Mày còn đợi cái gì nữa? Mày đợi nó giết mày luôn hả? Mày công nó hả? Lên. Nghe tiếng chân không? Không. Đụ má lên như bị thánh vậy ông nội. Chắc. Trên lầu. Trên lầu hả? Trên lầu bên đây nhìn lên. Trên lầu hai có. Nhảy xuống rồi. Hình như nó nhảy xuống rồi nha, trời ơi. Ơ. Thằng BD. Trời ơi, gặp tao. Gặp tao lại chạy. Cái thằng BD này. Có bên đấy đâu, bên đấy đâu, xin bên đấy rồi. À. Cho xin lon nước luôn. Cái gì đòi hỏi vậy? Dục lại bớt coi. Một hai lon cũng được. Dục lại bớt bắn đến coi. Tay quấn. Quấn bắn cái đầu mày cho mày quấn lại để mày quấn tới chịu bây giờ, nhanh lên. Ôi à. Ơ, tao bị gì rồi? Ơ. Sao mẹ mấy ông này bắn hạt co vậy? Hạt. Ui. Mày thế. Ê, sao nó còn á lộn, tay phải tại sao là sao nó mới bắn tao. Nó vô nhà rồi. Nó vô nhà rồi. Nó vô nhà rồi. Nó trong nhà nè. Giờ mày bít cái đầu. Yếu rồi, trúng một viên ngay đầu rồi. Tao qua nó luôn rồi. Nhanh lên. Nó nhảy nữa kìa. Cục trai. Ủa? Ở thằng nhà nghèo, điệp của mày nghèo ấy. Đéo có cái gì luôn. What the fuck? Mày nghèo vậy? Mẹ. Ơi. Giàu nha. Giàu cái đéo gì? UMB mẹ 30.45 giàu. Đại này đéo có mà đủ nhau. Chơi game mà cứ loot đồ cái này chắc thua.
Ôi, ba lô ba áo thái thịt lợn. Má thiệt. Có cái gì không? Tại sao tàn tàn mấy cây gì, gì trời ơi đất. Trời ơi đất hỡi vậy trời. Đâu rồi, đâu rồi? Cái nhà đá nào lút chưa? Có rồi, cứ tiếp tốt vậy. Có rồi, nghe không? Nghe rõ chưa? Mini mini bạc luôn này, nói bạn nghe. Bạc luôn rồi. Nè, có không? Ờ. Tôi có mini màu đen á, không có không? Mini màu đen, mini đéo gì vậy? Mini mặc định. Má mini mặc định là màu gỗ ba ơi. Dầm má, cái thằng này cũng nè, đổi skin cho nha, cà Atalet ship. Đó. À, màu nâu, màu gỗ, ok. À, okay. Chết mẹ rồi, đéo nhập được vô rồi, nhập vô lại. Đấy. Tôi bắn em mới nhập. Nhập. Ôi, đây cũng có mini nè. Mấy anh này dám dám bắn anh em tôi. Tôi ra mẹ khô máu nó luôn. Để tôi ra tôi khô máu nó, dầm ba cái thằng. Có cầm bè hết rồi nè. Ủa tao coi stream mày cũng thấy nữa hả? Mày đúng rồi, xong thấy ba. Nó hiện lên là bè nè. Cái gì đâu? Ai? Ai? Đây đây đây. Má đặt tên cái gì vậy? Escape NBQV là sao? Không có tiền mua mua cái thẻ đổi tên khác nữa hả? Đổi lại cái tên là tao là Vinh nè, đó. Hoặc là tao là Quốc Vinh nè, hoặc là tao là Xí Con nè, đó. Để lên là người ta biết. Mày chơi game mà cứ khó quá à. Nè, có băng đèn tăng vô bạn à. Bạn vô nhà này đi là có băng đèn tăng đó. Hiểu có đạn nằm cho đâu mà cứ xin. Có đạn có đạn xanh dương à, lấy không? Trăm mấy viên nè. Không có. Có đạn đâu mà cứ bắn vô cái đầu mày bây giờ. Bắn đạn mở rộng kìa. Nè. Ý mũ hai. À. Mẹ mày con trai. Ở mũ hai này bể con mẹ đó rồi. Nửa máu rồi. Con chó Quốc Vinh nha. Mày đổi lại cái đó cũ. Đổi lại làm lùi vậy nó. Miếng cái lòe. Ờ giờ mũ hai này hư nó tao đập đầu tao chết luôn á. Cái gì nữa? Nè, băng đít nè. Đó. Cho cái quần què cho. Chặt cái đầu xuống nè. Gì chơi không? Lấy chảo chơi với liền không? Hả? Mày nghĩ gì? Cỡ cái đầu một chảo rồi. Chết nha con. Dâm ba thằng mày. Cắt cái cỏ bây giờ. Mày nói gì? Má đồ nghèo thiệt á. Trời ơi là trời. Đi ta đi tới đâu rồi không còn lúa đánh khu đó. Ủa gì vậy? Đi đâu vậy? Sao mấy bạn? Sao ai chị nhanh vậy? Sao không lấy xe? Không má. Sao không ép đéo được rồi? Map này có nào chạy xe đậu lại mà. Rồi luôn ngủ xe nếu lên xe được luôn. Bấm ép đéo lên xe được, để bấm ép được. Ơi 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 đứng hả đứng hả ơ ơ ơ đứng chỗ khác mà lắc lái xe làm đây hả ờ vậy luôn hả đội mũ đeo đeo mũ cà chua xinh nha đó rồi tôi ngồi yên phận trong xe đó đi đi anh chàng mũi đỏ đi nào. Đâu ca mà có gì dậm ba cái ca mẹ ghẻ gắt màu trắng màu bạc cái gì màu trắng rồi ai ai đi xuống vậy rồi rồi tôi làm tài xế luôn đó
Gì vậy? Ông má bắn bển xe luôn. hay. Lại chiến thuật lại liền kìa. Gọi là mình đi trước xong để lại mạng thằng đằng sau để kiểu như gọi là thế chấp. Thế chấp. Giờ đi đâu? Mày đi đâu vậy? Sao mẹ tìm chuyên nghiệp cái gì chạy bo đéo binh đéo bụng gì hết vậy? Tụi bay vô giải chạy bo gì hả? Ủa má có chiến thuật hết đâu ơi. Dạ hả? Chiến thuật là đẹp mẹ lút ở ủa má ca ba chón các kiểu hả? Ui nó trả lời kìa. Ui chứ tính tục phải lồn luôn á. Ê cái đéo. Ê cái nhượng cho. Ôi bị bắn hả? Trên nóc nhà thờ. Ơi tao bị gì vậy? Nhà thờ. Xe chạy lên nhà thờ đứng đây. Nhanh lên. Lên. Đó. Chú từng lọc nhỏ đi. Chú từng lọc nhỏ chạy mà gọi là đạt con nè mấy anh em. Cô mẹ vậy liền. Ui đạt con chạy xe cắt kìa. Ủa đẩy lên luôn. Rồi em ơi. Sao bắn Bắn ngủ lắm. Mày bắn rồi. Thôi niệm tình anh em. Bắn phải lồn lắm. Trời ơi, bắn gì vậy ba? Thôi. Mẹ tấp viên đầu luôn như ngu. Trời ơi. Ủa cái team mày là team ở sân hả? Ném nét kìa. Không, team phải lồn phải lồn team chứ. Đến còn phết. Qua đây cho phết nè. Yếu rồi. Ô lồn hả? Mình đứng coi à? Game mới ghê vậy. Nhà 125. Nó bị điếc, nó bị cầm mà. Cầm cái lồn mẹ mày. Đưa đây cái nhượng cho. Ở đây canh tụi lại nè. Má bắn một viên ngay đầu. Nhỏ. Rồi đi lên K98 luôn chứ vãi luôn. Lên. Trời cứu nó trọng quá. Nó trong nhà nào? Nhỏ hả? Nhà nào vậy? Mày ăn không hả? Ngày nào vậy ba? Từ. Mày ổn má con tim rồi. Qua đây. Vô mở cửa nè, vô. Để bò lên. Quay này con chuột. Sau nhà xanh. Nếu mày có cái bắn hổ gì vậy? Cái lồn gì vậy? Ha đủ. Đẩy cho cứu mày lồn. Trời ơi. Chết lồn. Ui đi mẹ. Lầu 2. Ui. Bào chữa đi Nhật. Ui. Bắn hay thế. Chúng nó bắn hay thế. Hắc rồi. Trên nó ủi vậy trên nóc ai phải. Ủa? Tao đâu bò phải. Ủa, thằng gì mà thằng này ta đang ngủ bò nè đang chờ đợi. Ừ giết nó anh ơi. Còn mấy đứa vậy à? Cái đệt của mẹ nó canh tôi. Xúc nhật lũ chó. Mời bạn bè.
Đụng mời tao vô coi luôn hả? Có, nó có hiện thì đụng hết tao mời không ba? Mẹ nó. Mời đụng má fan. Trời ơi. Mời fan tôi vô xem không? Trời ơi, cái thứ gì á? Thằng Quốc Vinh nha. Gà vừa vừa đi. Chết thì đổ quá, sổ vô lắm vô. Ai chết? Chơi chơi đéo lại chơi xanh hốc. Đi đi. Đi đi. Đi gì ba? Chơi đéo lại cái gì bảo ơi chuyện qua xanh hốc là để có này có một view cho chính tao xem lại vãi lồn. Ủa à đây để tôi hóa trang hình tướng đạt đó tiếng đạt tiếng đạt đạt con đồng đạt con quá đi mẹ đạt con tiếng đạt rồi tiếng đạt đi qua rồi ừ để mặc áo màu đỏ cho nó có không khí mà. Áo màu đỏ rồi tại nhớ là có cái áo màu đỏ nè áo con hổ là không khí luôn à không đổi được thiệt luôn á chút nữa đổi áo hổ cho có không khí áo cái gì cơm sườn mấy giờ rồi cơm sườn 10 giờ Thiên Thanh đang xem mà sao Thiên Thanh ao rồi vô nơi xàm quá độ quá tao đéo ao cũng ổn bạn nói gì vậy ơi tôi hơi bị bực bạn đó nha tức này chọi vô là có 100 view nè làm đi má chọi vô là đéo có view nào chò đéo vô nữa dạ đứng gì ném ui nè ta chọi vô cái lỗ trên kia luôn nè đó vô trời ơi vô luôn bật góc đâu gì góc đâu góc cái gì góc gì hả đó. Bật góc gì mới được đó héo lên nhảy xuống đó không nói hả đồ mới tưởng gì đặc biệt á trời ơi đéo đâu ta chọi chói thiệt mày con đây mẹ đó đúng rồi hợp lý hợp lý ngủ ba má ngủ ba má mày vô xem cũng được nữa không sao hết á đi ăn cho góc gạo một view đi anh cho nó đỡ bần chứ nhìn nó tội quá rồi đi nào cái gì đây XKNBQB để hình chi bu ủa má đéo hiểu được chi bu còn đẹp mẹ mời anh vào team em xem có gì nào ui rồi ơi kiểu như là mày dạch vú ra xem mày thấy vú tao đẹp không nhưng mà tao đéo cho mày chịch làm nhau con trai nhảy đâu từ từ này nhảy Hà Tĩnh nó lại chết nữa chắc tiếng đạt nó thấy tiếng đạt chắc giống nhau nó không giết đâu hiểu rồi ơi giờ thời buổi hiện nay ai cũng có 2-3 cái sừng chứ nó mới gọi là mod hiểu không mod gọi là thời thế mà hiểu không gọi là mô đen á mô đen là phải có 2 cặp sừng giống như nào không tượng trưng cho người người đàn ông hiện đại đàn ông hiện đại là solo một team một thằng biết đếm không mày học đếm lại coi một là gì đưa ngón lên xem nào một là one đó biết vẫn biết một là one đếm xong mà một thằng hay vậy nói vậy Nhật Long là không xem stream tôi giỏi Nhật Long phải giỏi hơn mày rồi đó không mới khen Nhật Long cái có mẹ nó cái giáp ba mặc vô luôn nè giáp ba ủa trời ơi có AK luôn xin đâu không có súng kệ mày mày không có súng mày nói tao làm chi qua đây cho được cái giáp hai ủa gì giết kê vậy ơi gì ghê vậy ôi mẹ bôi cá mập Hà Nội cứu tao đang lúa cái giáp cứu tao chỗ tao xếp lắm qua đây cứu tôi nhanh lên
sắp chết rồi. Nó đứng đâu vậy? Bỏ vị trí đi. Nó đứng ngay chỗ cái thằng màu vàng này nha. Cứu tao đi. Là Lê Minh Nhật, Lê Minh Nhật đúng không? Lưu Minh Nhật. À Lưu, Lưu Minh Nhật đó, ngay chỗ thằng Lưu Minh Nhật á, lẹ đi. Coi luôn. Hai anh gánh tim giờ em ở đâu? Từ từ xem nào. Mất dinh từ từ thôi. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều lắm nào. Từ từ thôi nào, quấn băng đít đã nào. Đâu vậy? Trong nhà hả? Thằng lộn bắn hay không ba? Bắn hay. Mẹ mày bò cá mập hả? Tao gạt mày luôn á. Mày đâu rồi? Người trên lầu đó. Nó xuống đây. Ơi. Con trai. Đâu đẹp không? À của ấy hả? Dạ hay vậy. M24 nó lại nhẹ nhẹ như vậy nè. Ôi đừng muốn mày tự bắn áp đi. Cái gì? Cái gì nữa? Sợ tao bắn hay quá độ lu mờ. Rồi ôi. Bắn kem chơi game mà hay quá. Trời ơi. Sao mà mấy bạn ao hết rồi? Mấy bạn ngủ quá không xem tôi bắn. Tôi bắn hay vãi lồn kìa. Mấy kêu. Trời ta cứu không là đéo được ba kêu đâu. Thì biết rồi, biết là nó hay rồi mà ai. Hay là do thằng cứu nữa. Thằng cứu hay. Phải biết ơn. Mẹ, bò chạy qua không cũng không xong nữa thì chừng chết đi cho rồi. Ê. Em xin lỗi. Ô má bắn ngồi vô cái đầu đi. Liều mạng mà. Tiên mày liều mạng mày luôn á. Chiếc bát nè. Gì? Chiếc bát nè. Đâu lấy chứ. Đợi xíu nha, đang solo. Solo cái gì? Đâu chiếc bát đâu? Có bullet không đổi vậy? Không có bullet. Bắn. Không có bullet, nhanh đi. Anh em mình duo squad. Ơi. Duo mình squad nữa. Duo squad là duo vs squad á, hiểu không? Mình phải nói là two man squad. Lại two man squad, học hé cái tiếng Anh xàm xàm của cái game này nữa. Phải học tiếng Anh giống như là mẹ bụt TV. Ok. Cha đó nè. Không quan tâm. Chừng nào mày có skin của M24 thì mày la lên. Tao có skin M24. Ấy. Ôi sao ca nhiều vậy? Trời ơi, tiếng đạo. Ơ, nãy mới thấy rồi. Đạn 5. Gì vậy? Nứng hả? Nứng hả? M24 có rồi, nứng hả? Má M24 cao quá trời. Nè, có bắn đạn ấy không? Trong mày nè, mù à. Mày mặc quần ống le xong cái đầu mày cũng le giống như cái quần à. Trả. Trả cái bình nước đây. Đóng vô xe trả bình nước. Nhanh lên. Bắn cái đầu mày bây giờ. Nhanh lên. Dạ ra. Nhặt luôn. Quăng cái hồ lô đi. Để ăn lồm à. Tặng mày đó. Quăng cái này bóng chán đi. Để ăn lồm à. Một bơm chán mình tạo đột biến. Xin đi cầm. Cầm léo gì? Gắn súng lục rồi. Ôi giờ bút dinh vào á ta, skin xì củng rồi. Mà bốm đẹp không? Ghê. Trời ơi, mà bốm BD. Ghê ta, mà bốm màu hồng đâu. Bốm thể hiện cái tính ta. Mạnh nha, mạnh nha. Cái gì? Mày nói gì cơ?
Nè nè, giáp 2 nè. Có rồi, giáp 3 kêu. Ba lô 2 cái gì? Trước ta chơi đất tài lướt ngưng khay khu khu cái gì mấy cái khu mà cam á. Cam alpha, cam Charlie vậy ba, mày không có một cái ba lô luôn. Không full luôn ba, chỉ đúng một cái thôi. Lút. Ý là một cái thằng kia nó lụm con mẹ nó rồi, mày hiểu không? Tao là tìm nguyên một cái khu đó là nó không có luôn. Đi 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 bạn ơi. Chứ tao ba lô mấy? Nước nước nè. Nước đâu mà nóc? Nước ai mình phải cho nó cơ hội xài các bạn hiểu không? Ê, để đấm nha, đổ má nát giáp rồi đó. Má, mày cầm mã tấu gực mày luôn á. Chặt cái đầu mày chết con. Phụ xạo không mà. Chơi game mày sụp xạo. Vô đây đá ba lô cái lấy xe chạy bo nè. Phải không? Phải là vô đá cái ba lô rồi lấy xe chạy bo không? Xe đâu? À. Có chiếc bất kỳ kìa. Thôi đi đi bạn ơi. Đi. Bạn có muốn ở lại và ăn viên đạn vào đầu không? À, mũ 2 sợ lắm. Ủa, một viên ca cũng chết thôi con trai à. Để nó chở ra đây. Quên đi. Thôi cũng được đi, kệ đi. Nhanh lên. Đi nào. Đừng có bóp kèn băng cái đầu qua mày vậy. Mấy băng cái tài được. À, được. Được không? Được không? Được. Đó. Được. Bắn lụng cái ngón tay út mày bây giờ á, ở đó mày sụ sạo. Chơi game mà sạo sạo đi. À, bắn gọi là xiên gọi là gì ta, xỏ khuyên cái ngón tay mày bây giờ á, giỡn hoài nghe chưa, ngoan hiền xíu đi, ngoan hiền xíu đi bố thương xí đây con à. Mày chạy như sao vô ba bốn thằng nó sấy tao chết đi nghe nghe chưa, chở đàng hoàng á, ông nội mày đang ngồi trên bàn đó. Mày bị ngu quá, mày vô bò đi, mày chạy đi đâu vậy? Mày chạy đâu vậy, bò vô kìa. Nứng thiệt. Để hình chi bu là đúng rồi đó. Chơi. Chưa có mày gì đâu. Chưa có mày, tao mất máu. Mất chút xíu, ông ơi, đụ mẹ ông. Tốn bình nước. Mày nghe. À, được. Chút nữa nhớ đưa ra, không đưa bắn rồi lủng ngón tay rồi đó. Giờ tao chặt chết không ta? Tao nghĩ chặt chết đó. Gì vậy? Lỗ. Vô nhà. Vô nhà xe kia. Ôi có người mày ơi, đừng chạy có xe kìa, nó bắn tao kìa, nó bắn tao kìa, nó bắn tao kìa. À ôi điệt cái con mày, cứu smoke smoke gì ra trời, quăng smoke kìa. Cú. Xuống nhanh lên. Rồi. Ta lại cưng tin tiếp cho. Không sao đâu. Quăng smoke là từ nhiệm vụ tiếp theo nè. Tao vô đây rồi mà. Đủ má ông ơi. Nhìn người ta chi thì con mẹ. Ông nhìn một hồi. Ta đang suy nghĩ ốc chó và lời ý. Like bạn. Thả tim. Nhớ tặng tôi sao nha. Để coi nó có mấy cái sao rớt xuống á. Nhớ tặng tôi là được. Bắn mà. Nhập trời ơi.
Tại sao mày không nhắn cho tao mà mày lại nhắn? Tại sao mày không không nhắn ở trên cái livestream của tao mà mày lại nhắn riêng cho thằng Quốc Vinh là sao? À, cái con Thiên Thanh này nhắn đi, tao có thể truyền miệng qua được cái Quốc Vinh mà. Tại sao vậy? Hồi nào ba? 12 tháng 7 nè anh Long. 12 tháng 7 2017 nó đá chết bà bây giờ. Ờ con này là con nào tao quên mẹ. MC gì ở đâu? MC của ai? MC All Star năm đó gì vậy? Nhanh đi. Ủa này bay sao? Ủa mày bay cái gì vậy? Nghe đồn Quốc Vinh già giàu lắm Thiên Thanh à. Đẹp mẹ. Nó giàu quá luôn. Nó mua mẹ mua skin súng mẹ mấy đô á. Nè nè nè, 4 đô chính đi con mẹ. Ôi. 5 đô, 5 đô là nhiêu? 116.000. Ờ 116.000 đi, mẹ bỏ 116.000 để mẹ mua cái skin. Thấy là giàu quá luôn nha. Ôi. Ăn lòm bạn tao đồ má. Lòm đi. Lòm này này cô Yên Phương. Nè. Trời ơi. Thượng vớt kẹo đi ông nội. Vớt kẹo con nhà lầm đi ông nội. Ấy xin các bạn trời đã chế lại cái quần què trở lại. Đâu rồi. Nó gắt vậy bạn suý. Rồi giờ mẹ nghe đồ mà ăn cắp tiền ba để đầu của má nạp á. Vãi lòng. Con mẹ mày. Má bữa nào qua mét ba đó đi mà thằng này dạo này mà gọi là ăn chơi chát tán phải không, dám ăn cắp tiền ngủ má bà má làm lụm vất vả mua mẹ quần cũng le đồ mua bái đồ gì mẹ trong game đồ đéo có thật cũng có mua xài được không, ăn được không, mày lấy 100.000 đó mày đã ăn sướng hơn không? Bởi vì người ta giàu quá, đúng không? Người ta giàu quá, người ta không có cần ăn nữa. Người ta kêu là ăn là phù du, mà đủ đồ chơi trong game là mày tất cả. Trời ơi. Sao có mày trong đây vậy? Cái gì ai? 4.000 con lợn. Con mày á, mày đang nói mày á. Tự nhiên nó kia, ủa 4.000 con lợn là mày phải nhìn lại bản thân mình hiểu không? Chừng nào mày kêu là 4.000 con khỉ hay là 4.000 cái con gì đó thì mày kêu qua tao. Giờ 4.000 con lợn chết đuối rồi nhìn mày rồi. Cảm ơn Chúa là gì con cho con sống đi nha chưa? Không 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 chết, gọi là không chết chìm cùng một lũ bạn đó. Mở mắt rồi sao nó chết mày? Chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt thì là chết mở mắt. Đồ má này ăn sướng luôn á. Bởi vì đó, bởi vì đồng loại kéo tha nữa ăn cũng sướng lắm. Đồng loại đâu ăn nhau đâu bạn. Đồng loại ăn kêu mới kêu sao ăn cái này sướng lắm. Tôi chơi là người ta ăn cái này sướng, chứ đâu kêu tôi ăn đâu. Thiệt tình nên là cầu phúc là do là đồ quá đồng lại mình hy sinh giùm mày để mày sống với con vui gì đó đi. Okay. Có chừng vài ngày nữa là ăn chúng cái móng chân có con nào trong đó á. Ở gì gì ở bút cam clear. What the fuck, what the fuck, cho lướt rồi đậu má không còn đòi hỏi nữa. Thôi kiểu này là bảo là bảo là Phát ơi con lút đi nè, lút nhiều vào game này phải top 1 thôi thật. Ủa, một coi coi cái này nó thấy 12k nó không gắn, nó gắn combo nó được gì không? Được. Được gì? Trời ơi thì được cái gì thì mày gắn vô mày bắn thử thì là nó biết à. Đó đó đó. Ừ mày bắn đi đó. Tim mày thằng nào cũng khùng giống mày vậy hả? Vậy thôi, vẫn gắn. Ôi, trận nào cũng giáp ba. Chơi gì? Trận nào cũng giáp ba, chơi làm sao? Ê, nãy giáp ba tôi giết ba thằng nha bạn. Giáp ba bị bể đầu đó không thấy hả? Giáp ba, ờ, giáp ba bị bể đầu thì là đương nhiên rồi, tại vì nó là giáp. Còn chừng nào tôi kêu là mũ ba. Vậy thiết luôn. Đúng không, chừng nào tôi kêu mũ ba thì nó lại hợp lý quá.
không có cái gì. Bài đụ má, hãy nghe tìm mấy bài dưới theo đi. Ủa ba chơi server test có mà. Có, ừ. Trước ta chơi hoài. Bị lỗi. Lỗi cái đầu ba mày server. Bị server test nó bị lỗi ông ơi. Server test là nó không có fix cái mũ ba đó ba. Ủa mẹ nó bị lỗi không chịu. Lỗi cái đầu mày như mày bị khùng á, có nghĩa là nó để đó là có chủ đích chứ không phải là mẹ lỗi game. Chủ đích gì? Chủ đích là cái map của cái thằng Bluehole là nó thích nó để ở đó hiểu không? Nó không có thích fix ở bên kia, ai nó muốn bắn nó bị lỗi nó mới fix đúng không? Mày bị khùng hả? Có nghĩa là thay vì là sửa bên server online thì người ta sẽ để yên ở đó, có nghĩa là thằng nào mày thích có mũ ba ok, mời bạn qua server test chơi. Hiểu không? Nhưng mà có lỗi bị bug, bị kiểu như độ má. Thì cái đó mới là lỗi. Thì đó, server test nó bị lỗi. Thì nó mới là server test. Thì đậu mày thì nó server test bị lỗi đấy chịu. Thì nó mới là server test, đúng không? Sao hôm nãy tôi kêu server test bị lỗi, ông kêu đấy chịu. Dạ, ý là tôi nói cái đó không phải là lỗi. Sao ông cứ cãi tôi hoài vậy? Ok. Nó cũng kiếm chuyện hả? Giáo sư, ok, giáo sư. Kiếm chuyện đúng không? Nghe lời xíu đi. Ôi, có cái ca kìa. Cái game mà cãi hoài à. Ôi, tôi vẫn cài rồi. Ôi. Cơ Trung Quốc. Ôi địt của mày, cũng mày Trung Quốc nha. Giết bạn Lưu Minh Nhật tôi nha. Địt của mày. Sao mày đi xa vậy? Xa gì, nó ở đâu vậy? Nó ra ngoài mẹ rồi. Qua hướng nút dạo rồi. Báo sai tao xem nào. Nút dính. Đấy là hỏi mấy bạn đó người đâu. Bỏ sai đi mày. Bỏ trong bút vào để thấy. Ơ. Chơi gì? Trời ơi, chơi mà đồng đội đi lút dạo xong chết rồi. Bảo là báo sai cái lồn gì trời ơi. Thân thương vậy bạn. Xong rồi, bữa gì? Bắn giải xong rồi vô top cao được. Nghe không Quốc Vinh? Mấy mốt tao mày lập team. Khuấy đỡ thế giới ảo nha. Mấy mấy cái thằng này. Chơi gì nữa? Tấu hài gaming. Cái này thiệt tình luôn á. Má nước. Giúp ba đây. Ờ. Nước quá trời luôn á bờ. Tao không có nước mày ơi. Má cái gì đó. Tao không có cái gì phết S, phết S. Là máu lớn á, nói gì cho má, cái gì cho nó vu. Ôi trời trời trời. Máu lớn, máu lớn. Ui, ui cái này là gì vậy? Trời ơi, ui cái này bao nhiêu cái vậy? Ui giàu vậy. Ủa nãy mới kêu báo sai mà sao bạn cũng đéo báo hai cái bên đó. Trời ơi, chơi mình chơi giếm của. Ôi bị đi ta. Tôi đâu giếm đâu. Trời ơi mình chơi mình chán thiệt. Bé rồn mạnh không? Cái lộn giật tụ mắt tung lồn luôn á. Mà nó mạnh là được. Giật lắm. Cái đó phân mùa kiện vẫn được. Phân mùa kiện giật lắm hả? Giật lắm thôi vậy. Thôi tại sao mình chuyển sang mình bắn M16 đi. Xong ngựa vậy bắn mẹ cây đi. Tại vì tao có cây bên này là cây gì mà. Cây gì, cây súng hả? Ờ, cái súng. Có tay cầm không bạn ơi? Tay cầm nè. Ở đâu vậy? Bạn ở đâu? Ta đang qua. Ơ dính rồi. Đâu ta cầm. À, thở phào nhẹ nhõm. Có được cái tay cầm như là mẹ trúng số gì đó rồi. Đi theo Quốc Vinh là Quốc Vinh hay bỏ đồ lắm. Nhả đi bạn. Ê cái điệp cái con mẹ đó. Đụng đụng tao là phải trả giá đắt. Kiểu không? Chớp tao đụng má tao mày đi luôn.
Ê à, kìa số 3 đi đâu rồi kìa. Đây cầm thẳng nè, đây cầm thẳng nè, ngon hơn nè. Biết 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 biết. À, học lý thuyết chưa, học lý thuyết chưa? Ai ai biết điều đó, ok. Giờ lên đi, nóc. Đi, 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 số 3 rồi, đổ má đi luôn rồi kìa. Đừng rú rú trong cơm tới khi nào vậy. Đi nè, đi nè, đi nè. Ui. Giấy này tóc màu, giấy này tóc màu rồi. Ui, nó lại cho tao ba lô ba, nó bảo là Phát ơi lút tiếp đi. Giờ nhiều đồ quá, nó cho tao ba lô ba kêu là thôi lút đi nè. Đó. Cái giờ tao phải. Đây nè, đang nhặt phết cho mày đây. Ê giùm tao đó, 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 đó. Cái thiệt tình luôn, nó lút thì chán. Xuống này chả với bình nước nè. Trời ơi, cái đất đó chả bình nước là hơi đắt, hơi đắt, hơi đắt đỏ. Đắt cái gì? Đánh tao mất miếng miếng máu rồi, cũng chả bình nước. Miếng máu là chả ống tim hay là lon nước? Ống tim cũng được, là ống được tôi. Cái đó. Đó lại nào. Nhả ra, nhả ra. Nhả. Biết điều đó. Nhả ra là tốt rồi đó. Game là biết điều xíu đi. Không là mọi người quýnh mày chết đó. Đó để chạy nè, ăn cái viên ca cái xong bò. Úi. Nhảy lên đó, nó bắt hụt cái nó dính đó. Hiểu không? Hụt cái nó thành dính đó. Gọi là hay không bằng hên đó, bạn hiểu không? Ây, cái chỗ này tao chết rất là nhiều lần rồi đó Vinh à. Chỗ này trống quá, chỗ này quá trống, quá trống, quá trống. Sao mà mày cứ thích đi qua cái chỗ này vậy? Thiệt tình luôn á. Chứ game mà sợ không à. Đâu rồi? Ờ ông số 3 ông chắc ba chắc bò à? Người ta hay. Ừ thì mình gà mình lút thôi á. Dầm ba cái game ấy, mấy ông này chơi xấu tôi nữa. Mẹ tại bỏ lâu quá thôi chứ. Ơ ơ sao 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 sao. Kệ nó. Phải là ơi ơ ơ. Bắn được bắn lên. Nó chạy nó nhanh lắm mấy ơi. Ui, trên đồi nè, hướng 120 nè. Đi rồi. Bắn cái gì mà cứ tùng cái gì gì? Giao lưu hả? Giao hoang thể xác hả? Mấy này giao lưu bằng tiếng súng mày ơi. Mẹ giao lưu bằng tiếng súng không à? Anh em ơi. Lại đây học khoai nơi đây. 1 2 3. Má. Nãy giờ hơi nhiều nha con trai. Mày nghe tao liều mạng mày nha. Mày nghe mày Nguyễn Phi Quốc Vinh à. Bắn ai? Thích bắn không? Mày lại đây. Bắn đi. Bạn kia bờ rồ lắm, để quan tâm. Hướng nào vậy? Giữ đường à. Hướng. Tụ má giữ đường kìa ông nội, bên giữ phải. Đường nào? Đó, đang chạy giữ đường. Ôi, nó bắn đâu kìa. Ây da. Thôi. Chứ game mất máu nhiều quá à, thằng Quốc Vinh này nha. Mẹ mày. Không bị đê. Đâu vậy? Hướng. Trộm đá. Ui, nó bắn tao nữa rồi kìa. Thấy rồi, trộm đá bắn rồi. Ai quăng sờ móc vậy? Giờ bắn qua cái khe này được không ta? Từ từ để kiếm cái khe bắn á. Ơi, gì vậy? What the fuck? Ui, hắt rồi mày ơi. Gì vậy? Má nó làm gì vậy?
Ôi, chạy game nó bị đê quá. Trời ơi, má gì vậy? Ôi, nó ném lưỡi chết mẹ. Đẩy kìa, đẩy kìa, đẩy kìa, sau lưng kìa, sau lưng kìa. Vô kìa, vô kìa. Nó ngu lắm. Nó ngu lắm, nó ngu lắm. Ừ. Giết nó bạn ơi. Mẹ thằng Silicon, Silicon này. Giết nó. Ừ. Rồi nổ mìn chết mẹ. Bên kia, bên kia, bên kia. Ôi. Ôi, hay. Hay quá, Vinh ơi. Ôi, sao bắt mấy anh kia xem tụi bay luôn rồi kìa. Má cái thằng Quốc Vinh ăn hôn này. Hôn nữa, má chơi game ăn hôn quá à. Tự lực đi bạn. Tự lực gì, tôi qua đi giết ba thằng luôn. Qua qua chỗ tôi loot đi, nhà đồ tôi nhiều lắm. Thôi loot đồ, bắn miếng lực cho đồ bắn xỉu luôn. Mẹ tao mới nãy chưa, chưa thấy ông con mới vừa ngó cái đầu ra là nó như mẹ xuống máy vậy á. Chơi cái gì. Mấy kiếp kệ nhập vào. Có được. Ô má trời. Đi đâu rồi, đi đâu hả? Nó bắn. Quấn bằng đích đi trong thời gian chờ đợi. Ừ ừ, cái thằng lồn mới đó. Ừ đó, tao nói thằng lồn mới đó. Cái team này nè ba, cái team này đoán hay lắm ba nè, xem này bốc hơi nè. Đó, tụi mày thấy không? Tôi nói rồi, tôi nói không có phải là do tôi gà đâu mẹ, do cái team nó bắn ghê lắm nè. Tôi cho coi dead cam luôn nè. Nè ổng má, mày nhìn tên mới chạy bo kìa, đang bắn ngon lành, mới đang tỉa 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 đó. Đứng dậy hỏi sao tao không bắn, tao bắn bên này mà che hết thân tao rồi nè, viên vô đầu chết mẹ rồi. Tao đứng bóc cái này nè, thấy không, sờ chít walker nè. Đi, vô nhà đứng sao mà thay. Không thì đổi view chạy qua kia. Đổi view sao? Chạy qua bên khu tôi nè. Sao mà chạy qua, team bên kia đang đẩy qua. Kè cái đầu mày vậy. Thì bảo à Phát ơi, nhẹ nhàng khều nhau. À Phát ơi, chạy qua tao nè. Thì nói gì đi, đồ má thiệt tình luôn á. Xong sáo lên chứ. Bảo là à Phát ơi, ủng má chạy qua. Vô nhập. Nhanh lên. À, nhớ xe tôi mấy ông ơi, là mình chơi game buồn quá à. Bạn bè nhau có cái xe mà cũng gắt vậy bạn xí pin comment. xe xe và like giúp. Ủa vậy? Nghỉ hả? Sao vậy? Nếp cái gì? Không đồ má, không bắn là đồ má, không cẩn thận chút nha. Mấy rồi, không đồ đó. Tôi chơi phó pin, cái trái hạt cái gì? Mày có bắn giải không? Không. Ờ đấy, cho phó pin thôi. Tiếp tôi bắn. Là sao? Là khi nào team mày bắn? Mày bắn rồi. Ờ bắn rồi chứ. Chừng nào có giải nữa. Mẹ chắc tới chắc tới mùa mít năm sau. Dầm ba cái thằng như mày. Bắn cái đéo gì. Vô làm gì? Huấn luyện viên à. Huấn luyện viên rồi. Chỉ cách rồi, chạy bò à. À giờ tới truyền đạt cho mày luôn à. Thầy ba mà sống nghe dễ nào ta? Thầy ba chim ở Nonolai. YouTube đồng ơi. Mày bấm lên đi, giờ tao hỏi mày. Mày bấm lên đi coi có thầy ba có like YouTube không? Có like YouTube mà. Like đi, mày vô coi, đồ mới được bao nhiêu bữa. Nonolai ký bản đồng một độc quyền mà ba. Mày bị ngáo hả? Mày hiểu độc quyền là cái gì không? Có hộ đã bảo lên nô nô lại sợ thầy ba
Khổ quá à, lên YouTube là chỉ có thấy tao stream thôi. Đó không có có. Trước nè. Mới đăng 13 phút kìa. Đúng quá bụi gaming người mà không thấy hả? Trời ơi nó gà. Bảo là lên trang web no no like hoặc là tải no no like về xem đi. Khổ quá. Ôi thầy của tôi, thầy giáo quốc dân của tôi. Sao chứ ông ui, gì? Đức Tài đã tham gia. Địt mẹ cái thằng lùi này. Bắn cho Đức Tài coi nha. Mà bắn thể hiện Đức Tài coi hả? Bay bút cao rồi thấy là đồ đéo ổn rồi mẹ. TBB mà TBB thì liên quan gì? Dễ ke. Mày ke trong khi thằng khác nó vẫn nghĩ được mày. Chính quan trọng chính độ. Dạ sao? Thôi bây giờ giờ. Nhảy vô đây. Nhảy vô đúng không? Ok, tao nhảy vô. Em mới. Mắt không có súng rồi nè. Bắn ra đi. Đéo rồi. Nhanh 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 nhanh. Có ai mở cửa vậy? Ui. Có thằng qua, có thằng qua, có thằng qua. Ui, bắn ngay cái đầu nó rồi. Má, nó chơi TBB, mẹ nó cứ thế là nó đứng đợi mình thôi à. Mẹ. Ui, ông kia chết luôn rồi. Cái thằng kia nó đứng ke tao bắn thấp ba sình cái nó bắn trụ nó đứng ke giờ biết sao giờ. Ui trời mùi ui xỉu mất tiêu luôn. Kệ trên lầu kìa, trên lầu có thằng giết tao á, mày phải giết được cái thằng đó. Thằng đó bắn gà lắm, tao nghĩ là thằng đó bắn gà lắm tại nó bắn hồi nãy tao bắn ra ngay đầu một viên rồi thật mẹ. Thằng súc vật đó. Kè kè kè, hướng đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trong phòng, trong phòng, trong phòng. Trong phòng này nè. Mở cửa ra. Trời ơi! Người ta bao vậy luôn á, trời ơi. Người ta báo vậy luôn rồi đó. Ừ, ke ke thằng chơi TBB TBB yêu cầu của Thiên Thanh đáp ứng yêu cầu, tưởng đáp ứng yêu cầu ông Thiên Thanh không xem mới giận Thiên Thanh luôn. Trời ơi đổi qua xem à. Ai bắn vậy là quá rồi đó. Lên kìa, lên kìa, ngu rồi, ngu rồi. Lút 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 lút. Ôi con cháu vô. Ôi hello hello. Mấy lộn Trung Quốc đó điệp mẹ nó sủa sủa gì á ba. Trả lời được mấy tin nhắn bạn gửi. Trời ơi. Trời ơi. Chữ lộn Trung Quốc hả? Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi 12 giờ thì vui lòng vượt chuyện năm đây chơi giúp em được chút rồi về thôi. Cảm ơn. Ta chơi 2 giờ thôi ngồi đây. Đây. 6.999 giờ đấy rồi. Lên vô coi đi đói người ta sẵn sàng đi ăn nếp ơi. Sao không kêu sẵn sàng đi ăn Phát ơi. Phát con sẵn sàng đi ăn bụt ơi. Sáng mai phải có thức nổi không. Dắm ba cây nét. Bữa nay thứ mấy mình nhật chơi buổi sáng. Sáng này nó mới chơi đó.
Đâu, nãy tới chiều, hồi nãy nó vẫn còn mà, 5 giờ mấy nó vẫn còn. Thì chơi sáng đến chiều. Thế xong rồi tao nghĩ. Nói chung muốn gặp nó là thứ chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Đồ quá là con Đệt mẹ là buổi tối á, là lúc nào tao cũng chơi buổi tối đâu, thế nào cũng gặp á đó. Auto gặp luôn. Quan Phước chết. trong một đầy Còn chết anh tí à. lịch trình nữa Còn không, ai nắm đi. rõ trong bàn tay Ai luôn. hả? Ôi ôi, Thiên Thanh nghĩ xem mà hả? Đâu em? Thiên Thanh ơi, Thiên Thanh. trời ơi, cái lầu má không người xem mà kìa. Không người xem mà. Ừ, Năm người à? không Ủa, nãy thấy nhiều mà xe rô thấy đo Khánh Duy vô coi nữa mà. nè, quá trời mà nó ao ra rồi, nhưng mà không sao, mình ba cái nè view vũng cực gì nói cho mày nghe. Mà trong vòng À, hai một người xem. hai 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 năm nữa là địch mà mày nói cho mày nghe. Ủa là hai năm rồi, theo Má dõi rồi, theo dõi rồi, theo dõi rồi. ở cái màu À, một subscribe đúng không? Rồi subscribe một follow, một follow. Follow à, vô subscribe à, đăng ký là Còn subscribe là qua qua bên YouTube, có kênh subscribe YouTube luôn, qua 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 à. chuyển chuyển qua cái tab kế bên Con kìa. chim. Chết đi đúng rồi, chết đi. Ủng hộ tôi donate đủ má. Bấm vô. Trời ơi, bạn bè gì bấm vô. Đó. Ba ngàn mới được ba. 3.000 mới được hả? Ừ, tối 300 thiểu là được ba ngàn. 300.000 được không? được Nếu được 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 con số công nữa nếu được. đó, 30 triệu cũng được mà bạn, 300 cũng được, 3 tỷ cũng được, không sao. Ít 300 triệu hết cỡ rồi ông ơi. thì mày bấm hết 9999 đi là lên tỷ. Nói vậy buồn nghe, nhảy đâu bay nang rúi má phải lộn bay sâu mẹ rồi ấy, lo cái này gì luôn mình bờ rồ bay sâu đấm nó cũng chết. Không chọc súng chết mẹ. Không nhảy sao thì mày nhảy khu ngoài vậy trong nha, không nhảy ngoài nha. Nam Nhi là trường phu. Kê 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 Ôi, ôi tụi kia còn bay dù thua mình đó. Giờ sao? Xuống dưới cũng có người. Đâu vậy? Họ đấm lên. Ôi. Rồi, tưởng anh có súng. Hết cũng cặc. Nứng nứng hả mày? Ê Đâu sao ai nha, tao mấy tao mấy. Ông sao nó sao vậy? Hai 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 hai. Hai 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 hai. Gạt 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 hết, gạt hết, gạt hết, gạt hết, gạt hết, gạt hết. Cú luôn, cú luôn. À, hết đạn rồi. Hết đạn rồi ba. Ê, tao mày nhìn nó được rồi, tao mày nhìn nó được nè. Có thằng ngay sáng em đang cứu luôn. Đụng máy qua kia luôn. Thọt. Trời ơi. Trời ơi, bắn ai vậy rồi đó. Bắn đồ mà bắn gì không có đạn thôi, không cái thằng màu hồng nó chết tới tao rồi đó. Sủa lại Hết đạn nhìn nè, không zero tròn nè. Zero tròn luôn. Ừ. Thiệt với mày luôn. Donate nhà tài trợ, tên nhà tài trợ là gì ta? Có trâu trời ơi, má ơi, luôn. Con mẹ Ôi, luôn. lui 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 má. Có tiền đéo đâu mà donate chứ không. Ủa má, khinh thường mấy Nói mày luôn á. Tao nói mày nghe, mày có một cái nào ở trong đó không? tính donate Có mà internet bằng kinh không? tính donate Có mà thẻ visa không? tính Có thẻ ngân hàng nội điện có không? chuyện khốn nạn quá đủ má đéo donate nữa. Đéo riêng mày định đéo cần mày donate còn kẹt gì nói mày nghe. Mai mai chim chim mấy tôi donate cái đụng được con mẹ mày mất sổ. Chừng nào bạn đủ cho tao làm đi, ok làm được thì nói ok. Thằng lùi bảo chưa trả tiền xong cho tao mày. Trời ơi Tiền đụng phòng má nó nợ dài bái lùm. rồi. Ừ. Tổng hợp
Dạ, đầu tiên anh nói tao là để tao hè tao kiếm việc làm cho 2 tuần thôi. hai tuần hai tuần tao kiếm việc làm xong rồi biết đâu hủ má tao đợi gần 2 tháng trời canh đi làm anh bán bánh mì được 2 hôm nghỉ đậu má xong nhận được tiền không làm được mấy ngày á 15 ngày hay gì á nửa tháng hay sao á nhận được tiền mà hủ trả tao được 100 ngàn tao mừng vãi lồn tao tưởng cái xong anh báo tao nghỉ rồi cái đẹp mẹ cái bắt đầu cái bầu tao suy nghĩ trời ơi mày nghĩ là mày lấy gì mày trả tao nữa má tao mù mít năm sau bao nhiêu 700 à 600 600 đầu tiên là 500 cái tao hỏi đợt đó là cá cái gì á cá đề bài cá lồn gì á anh cá 100 ngàn chơi không giờ cũng mấy trăm lên 600 xuống 400 ok chơi không anh chơi vậy chơi xong đề nó ra cái bài đó xong mình lên 600 khóc luôn ơi tưởng nhầm ơi vậy tới á trời ơi giờ bạn tôi chơi game pro quá hết như Quốc Vinh hồi xưa rồi đổ má chơi game mà tôi thấy cấp 110 mấy luôn ghê vậy ba ủa ngày nào chả bắn luôn hả ghê hả bắn lần sau 7 tiếng má ghiền nữa hả tao đẹp mẹ bỏ lâu lắm rồi đéo bắn luôn bút cam CSGO free mày mới xuất hiện chứ mà trả phí đã thấy mặt mày đéo đâu à, con chó lồng má mày con chó chúng nó đéo thấy tao không nội đây còn đấm nó đủ không phải là gì vậy còn ai vậy nó đéo tao nó đéo với tao bên đệ bye bye see you again bỏ xuống cầu thang rồi vô cái phòng đây ui bỏ vô góc ơi góc chết cùng mẹ nó rồi mẹ đừng có nhảy cái đây nữa trời ơi là trời ai nghĩ à chúng ta bắn CSGO thôi cái CSGO chứ nói bạn gì đây lại exit to the top cái gì em đợi xíu nha tôi vào game xíu nha nạp đi có 10 ngàn à, cũng chơi nữa đổi bát rồi đổi bát rồi hay biết đâu có mà lâu lâu vẫn thấy chơi mà CSGO màu vàng khè kìa nạp 10 ngàn đi ba sao mày không kêu nạp trời ơi nạp mấy 92 10k giùm em nha chị dùm chứ mày dùm ôi tôi thích không đã xảy ra rồi lúc tiếng đã xảy ra rồi phát video này tao cũng biết bị gì ôi không được rồi bắn được rồi được mà vậy thôi vô Steam tìm game được không đó anh em mà chúng tôi vào rồi tìm em không này vô fan mà sao chưa lên nữa đấy lại hợp lý không vô được máy này nó bị cái lùi gì vậy rồi là xin bút chi coi rồi chạy thử coi
Trời ơi. Thư viện nè, không có ra. Sao mà sợ? Đây. Dưới là. Khổ quá. Trời ơi, còn chơi tiếng Việt nữa, bấm vô. Đấy, trong thư viện rồi đây. Ôi, khổ quá, đây từ từ đi mà. Chưa tải về nữa. Từ từ để thử tải rồi để mẹ nó nhanh không. Trời ơi, cái lỗ má mày. Xóa đi. Dăm ba cái đồ. Rồi luôn, đồ để chơi được luôn. Thôi, tôi off stream đây nha. Bye bye mọi người. Okay, mọi okay, người chị nhớ bỏ cái chị nó khỏi nạp. Chưa nạp, chưa nạp nè. Khỏi khỏi nạp. Đi chị. Thì mấy bạn nhớ để lại là một follow với lại đánh giá giùm tôi là cái pay là 5 sao là được rồi. Bye bye. Bye bye nha. Donate luôn, một donate luôn.